Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại cảng Cát Lái. Và đây là con tàu Everall chở 2.476 TEU nha các bạn. Và nó có chiều dài 195 m, bề ngang nó là 33 m. Và hôm nay nó đang rời khỏi cảng Cát Lái nè. Có một chiếc xà lan đang chạy rất là gần con tàu nha. Đây là con tàu rất là lớn, cộng nó chắc quá nhiều luôn, nó chắc ra tới phía trước các bạn. Ở giữa các cái container chắc ở trên tàu là các cái trụ sắt để gia cố lại. Và nó có dây chằng xuống nữa nha. Quá khủng. Các cái trụ sắt ở trên tàu để gia cố cái container lại nhìn rất là chắc chắn. Một con tàu dài 195 m. Và đây là chiếc thuyền trung tâm ứng phó cứu hộ môi trường Việt Nam. Mấy con này có thể là chuyên đi xử lý tràn dầu nè, rồi mấy cái cứu hộ và ứng phó các sự cố bị làm cho môi trường ô nhiễm thì nó sẽ lại giải quyết nha. Đây là lần đầu tiên mình thấy con tàu này đó. Chiếc phà, có thể là có một con tàu lớn hơn. Đây là chiếc phà đi về Đồng Nai các bạn ơi. Đeo cái phao ở trên như cái ba lô. Trên sông Đồng Nai rất là nhiều con tàu mình chưa bao giờ thấy nha các bạn. Này cái sơn màu vàng. Một con tăng cản A3 đang chạy ra rước một chiếc tàu container rất là lớn đi vào cảng. Đây là con mét nha. Metnobi. Chiếc này dài 172 m và bề ngang nó là 32 m các bạn. Con này chở được 31.000 tấn các bạn ơi. Vào mùa hè thì nó là 25.000 tấn nha. Mình thấy cái mỗi đội tàu thì nó có một cái màu sơn đặc trưng các bạn. Cái đội của Med thì nó có màu xanh nước biển, màu xanh nhạt. Và ở trước vẽ một cái logo rất là đẹp ở giữa, ở ngay cái mũi tàu.
Hiện giờ các thủy thủ đang chuẩn bị thả dây mồi để quấn cọng dây của tàu lai dắt lên. Chiếc tân cảng A1 là dài 36 mét. Xung quanh những chiếc tàu lại dắt là các cái vỏ xe độn, đúng không ạ? Các vỏ xe liên kết lại với nhau để khi con tàu lại dắt này nó cập các cái con tàu container thì nó sẽ là không làm chạy tàu container nha, và nó ủi rồi thì nó có sự liên kết, có sự kết dính hơn. Bây giờ ba thủy thủ đang kéo cọng dây rất là lớn lên tàu container, quá kéo rồi, quá nặng luôn. Rồi thủ mạnh ghê thật. Đây là phía sau nè, phía sau cũng đang kéo hì hục luôn các bạn. Này sao nó không nó chơi quấn mà nó chơi kéo ta, bốn thằng luôn. Dữ rồi, trời ơi, xúc mồ hôi. Bề ngang của con tàu này lớn các bạn, nó 32,2 mét. Trên con tàu nó có 3 cẩu nha, phía sau có 1 cẩu. Các cái cẩu đó nó sắp xếp các cái container ở trên tàu. Đây là khu vực ống khói nữa nè, mình đếm nó 7-8 tầng. Đây là cái tầng cuối cùng, cục radar hay cục gì nó quay quay các bạn, cảm biến gì đó. Đây mấy chiếc ghe, chiếc xuồng nhỏ nhỏ chạy ngang tàu container thì mình so sánh với những chiếc ghe đó mình thấy nó rất là khổng lồ nha. Chiếc mét này nó chạy thường tốc độ của nó là 12,7 hải lý trên giờ các bạn. Rồi, với tốc độ đó chạy cũng rất là nhanh rồi. Khi mà nó nhả hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và nó tiếp tục đi Malaysia nha, theo cái lịch trình. Ở cảng Tanjung, cảng Tanjung Belibas của Malaysia. Quá khủng. Tàu mét luôn luôn đẹp chứ các bạn. Mình thấy cái kiểu nó làm đẹp.
và cái đội tàu của nó rất là hùng hậu nha. Một chiếc tàu đầu kéo nó đang đẩy chiếc bon chở đá. Chiều ngang của nó thường nó chứa tới 11 container rồi. Mặt bi bên hông tàu mình thấy là nước sơn nó cũng chảy cũng rất là nhiều. Đa phần là do tàu lây dắt nó tiếp xúc các bạn. Chuẩn bị cập cảng rồi nè. Con tàu có trọng tải là 31.000 tấn. Trăm 72 mét nha. Đây là con mép đao bao, cái đội tàu mép hôm nay tất cả các lái rất là đông các bạn. Giờ nó đẩy vô nè. Cái quá trình đẩy con tàu container lớn này vào cũng rất là lâu nha. Nó phải cẩn thận từ ly từ tí. Các cái container chất rất là cao các bạn. Bốn năm tầng lầu. Hôm nay có một sự đặc biệt là hai con tàu mét luôn đậu kế nhau, một con đang lên cảng. Và con này chuẩn bị vào cảng, chuẩn bị lên container. Đây là tân cảng A3. Mấy chiếc cano nó đi phân luồng nha các bạn. Thấy chiếc ghe nào mà nó chạy vô luồng của container là nó đuổi ra ngoài á. Nó làm công tác an ninh.
tàu shipping của Trung Quốc thôi. Đây là Sydney đi nha. Hồng Kông. Quá khổng lồ luôn. Chiếc này cũng dài 172 mét các bạn. Nhưng mà chiều ngang nó nhỏ hơn chiếc mét hồi nãy, chiều ngang nó là 28 mét. Bây giờ nó chuẩn bị đi Bangkok, Thái Lan. Phía trước nó nhìn cái màu neon nó rất là đẹp các bạn. Anh này bề ngang anh nhỏ nên mình thấy nó rất là dài nha. Nó dài tương đương với là chiếc mét hồi nãy, nhưng mà chiếc mét hồi nãy thì có chiều rộng hơn. Quá khủng. Chiếc này trọng tải nó chỉ 24.000 tấn thôi. Còn mùa đông thì nó chở 18.000. Chiếc xích thì cái đầu tàu này nó mới sơn màu xanh nước biển đậm các bạn. Này cái mũi đó nè. Mấy cái thị thủ nhỏ nhỏ phía trước là mấy các bạn thấy đó là rất là nhỏ nha. Mà mình thấy con tàu nó lớn cỡ nào. Mình thấy thị thủ chút xíu mà. Đứng xa là không thấy thị thủ các bạn. Ở đây mình dòm thấy chứ thật ra là đứng xa là con mắt là mình nhìn không thấy đâu. Bây giờ anh tàu lấy dắt anh đang chuẩn bị đẩy nữa nè. Chiếc này đi tốc độ cao hơn chiếc mét. Nó đi 13,7 hải lý trên giờ. Thấy nó lớn và nặng này, nó chạy cũng rất là nhanh nha. Với tốc độ 13 hải lý thì nó tạo những cái cuộc sóng cũng rất là lớn luôn ạ. Tại vì nó là những con tàu rất là khủng. Bề ngang nó tới 28 mét này. Nhìn cái mũi nó thấy ghê kìa chứ. Đây là cái món nước nè.